vô đường luôn. Tập trung vô. Coi hết. Các lạ bên đây. Tập trung vô. Nghe không? Tự tin lên, bắn lớn lên. Ai bắt kim luôn. Đi. Này bác cái kiểu gì mà các bạn nói chạy nó chặt lắp rồi đó nha. Cái luật xỏ anh hết dụng được cái tư lệ là từ xỏ đi ra không vui. Sao cứ đứng một chỗ mà gió nó nhiều bên đây thì mà nó ngược lại. Tự sửa tránh ai làm cái gió. Cái trở sau đó rồi bám nhiều cái rồi tự nó phát lại phát rồi. Ở đi vô, đi ra. Rồi tốt đó. Tập trung như này. Coi này, nó đập là mình. Không, thoải mái, thoải mái. Bắt kim lên chứ không kim. Đi nào. Vậy cái này bỏ đây. Giảng vô đó anh tỉnh giảng phát bán mà nói mấy anh nói luôn mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nam Nam bên phải. Xếp thật. Buồn trước hả? Sao cái rồng? Ban giám hiệu trưởng đoàn. Cao cấp rồi cho đội vô địch trung học cơ sở Tam Quan. Tam Quan vô địch. Không, chứ đừng có để nó qua đâu mà chạy không kịp đâu. Giờ phụ tốt. Cắt tới 12. Cắt tới xéo 12. 24. Rồi bạn con Tống. Đây dạng đứng dùng trên dạng mình đập một cái. Ai ai gì? kia chưa? Nãy giờ.